Cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một số hương cát và con vừa tách ra và nó đang có mặt hoa luôn nha cô chú. Hoa này hoa to rất là đẹp. Và cái cát thì con không có biết tên đó. Và cái cánh của nó nè, cô chú nhìn nè, cánh nó muốn khích khích này cô chú, rất là đẹp. Khuôn bông nó cũng tròn tròn rất là dễ thương. Hoa là hoa to nha cô chú. Và con có hai hướng thôi. Cái hướng đầu tiên này là mã số 1 nha cô chú, con mới tách ra và con đã bô keo liền xẹo vào rồi. Nói chung mình về mình trồng lại thì rất là khỏe nha cô chú. Cô chú về mình xem mặt hoa xong mình sẽ cắt hoa và mình cứ treo chổng ngược đầu nó xuống như vậy. Và mình cắt rễ bớt cô chú và mình để nó đó, cứ để ngoài trong nhà mát hoặc là mình để ngoài giàn của mình, chỗ nào cũng được hết. Mình khoét quét keo là được. Thì mình để khi nào nó sẽ ra rễ thì nó sẽ mình trồng lại thì nó rất là mau bám rễ nha cô chú. Và nếu cô chú nào muốn ra rễ nhanh thì có thể mình xịt kèm cái chế phẩm Hùng Nguyễn vô để cho nó ra rễ nhanh hơn. Và đây là hướng mã số 1 nha cô chú, khuôn hoa đã có sẵn. Và giá của cái hướng này là 250.000. Mã 1. Và đây là cái hướng mã số 2 nha cô chú. Và cái hướng này thì nó có giá tiền là 230.000. Ở đây có một cái lá bị lỗi cô chú nên con giảm tiền xuống. Nói chung là cây cũng rất là khỏe nha cô chú, đang lên mầm. Và mấy cái mắt phụ của nó, mắt ngủ của nó rất là sáng, đang chuẩn bị lên mầm thêm nha cô chú. Đây là hướng mã số 2. Và giá tiền của nó là 230.000. Chỉ có đúng duy nhất hai hướng nha cô chú, 230.000 cho hướng mã số 2. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú.